Khánh Ba toát chữa đau bụng. Con không ăn xôi vừng lạc đâu, con có phải đi tu đâu mà bố bắt con ăn chay. Biết rồi, nhưng bố hết tiền, chỉ đủ xôi vừng thôi. Bỗng có người nói, bà cho miếng thịt và hai miếng chả vào tôi trả tiền cho. To béo thế này bắt nó ăn chay nó học thế đê. Nào được, quay lại nhìn hóa ra Khánh Ba toát. Đưa con vào lớp rồi quay lại ngồi với Ba toát. Chưa kịp đặt đít xuống nó đã bô bô. Ông là thần tượng của cả đoàn mấy chục năm mà bây giờ có miếng thịt cũng không có tiền mua cho con là thế nào. Đời lúc voi, lúc chó mà lại, bây giờ đang chó đây. Nằng nặc mời bằng được tôi về nhà chơi. Hắn nói, bây giờ khá rồi, không phải chạy ăn từng bữa nữa. Sau khi về nước bằng du lịch của chúng tôi chẳng ai dùng đến, vì thời ấy du lịch chẳng ai quan tâm. Mỗi đứa một nghề, Khánh phải đi buôn xe máy cỏ, cũ cũng chỉ đủ ăn. Mỗi lần họp đoàn là ngần ngại vì không có tiền đóng góp, anh em phải cho miễn. Nhưng chém gió thì không ai bằng được, anh em hay gọi là Ba toát chém bão. Nhà Ba toát trong một khu chung cư cũ từ những năm 1960, chưa kịp mở cửa đã có đứa gọi toáng lên, bà ơi, bác Khánh về rồi. Vào đến nhà hai bà cháu theo vào ngay, bác Khánh ơi cháu đau bụng từ sáng đến giờ mong bác mãi. Khánh vào trong nhà bê ra một cái bình rất đẹp rót nước vào cái cốc thủy tinh đã có vạch sẵn đánh dấu, rồi bật bếp đun, nước sôi rót tiếp nước vừa sôi đến vạch thứ hai cao gần ngang miệng cốc. Đây cháu uống đi nếu không khỏi một giờ nữa qua bác làm cho thuốc khác. Tôi để ý thấy người bà để lại 2.000D trên bàn, cảm ơn rồi ra về. Tôi hỏi nước gì chữa đau bụng ma quý thế. Mà mày không khám xét hỏi han gì lại cho thuốc ngay nếu có vấn đề gì thì sao? Khánh cười, đó là bài cân bằng âm dương, chữa được đến 80% các bệnh. Đang tự nhiên thấy đau bụng không rõ nguyên nhân. Rồi hắn thì thụt, nước trong bình quý là nước lọc, đun sôi để nguội 50% cộng nước đun sôi 50% pha vào nhau, uống chữa đau bụng rất hiệu quả. 2.000D đấy ông ạ, để vào cái bình đẹp người ta mới tin, hiểu chưa? Hiểu rồi, nửa cốc là nước lọc, nhiệt độ bình thường. Nửa cốc còn lại là đun sôi lên đổ vào, chữa các bệnh đau bụng không rõ nguyên nhân. Nếu không khỏi thì sao? Đấy là bài 1 không khỏi đã có bài 2, nhưng mà có đến 80% là khỏi ông ạ. Đúng lúc đó một bà khác chạy vào, ông Khánh ơi, tôi đau bụng từ đêm qua, đi ngoài gần chục lần rồi, mong ông mãi. Khánh lấy một miếng gừng bằng 3-4 đốt ngón tay dùng dao chặt xương, đập đến búp một cái miếng gừng dập ra, cho vào cái cốc thủy tinh đổ nước sôi mới đun vào. Chắc khoảng 100-120ml gì đó. Rồi lấy một con dao sắt cũ đặt lên bếp. Lấy một dúng muối giải đều lên con dao. Nướng cả dao, cả muối. Nhìn đen đen, bẩn. Không có vẻ là muối sạch lắm. Dù được lấy ra từ một cái hộp hình chữ nhật bọc nhung rất đẹp. Đến khi muối trên lưỡi dao hết nổ lách tách cháy vàng vàng, đen đen. Hắn gạt chỗ muối vào cốc nước gừng. Nghe đến xèo một cái, ngoái cho tan. Rồi bắt bà kia uống luôn tại chỗ. Bà ta quay sang tôi. Ông này... Từ ngày thánh cho ăn lộc chữa bệnh hiệu nghiệm lắm bác ạ, mỗi lần nhà em đau bụng qua bác ấy là khỏi ngay, nếu uống cốc nước trắng không khỏi thì uống cốc nước gừng muối nướng này là khỏi ngay tắp lự. Khánh mắng át đi luôn, muối nào, cái này là vi lượng citrazicazone khai thác dưới hầm sâu của Úc đấy bà ạ, tôi phải nướng để các độc tố bay bớt đi chứ muối mà chữa được có mà tôi giàu nhất khu này. Mấy trăm đô mà được mỗi tí, lưng cái hộp này, chữa cho chục người đã hết. Hắn chìa cái hộp bọc nhung ra để chứng minh. Hắn tiếp, thôi hàng xóm láng giềng 50 chục, không phải đi viện, tiếp nước là may lắm rồi. Trưa hôm đó hắn mới bằng được bạn ở lại ăn cơm, rồi hắn tâm sự. Có gì đâu chỉ là miếng gừng bằng 3-4 đốt ngón tay đập dập cho nước sôi vào, nướng chút muối lên, trên con dao sắt cũ thả vào là xong. Muối tôi phải đặt vào cái hộp thật xịt, đặt cho nó một cái tên thật oách, là người ta tin. Mà đau bụng, cảm tả, đi ngoài hàng chục lần, ra toàn nước là cầm ngay ông ạ. Nếu vẫn còn 4-6 giờ sau làm lại lần nữa đảm bảo hết tiệt. Hắn hẹn tôi hôm nào mang sách bút đến. Hắn dạy cho các bài thuốc khác kiếm ăn. Đơn giản mà nhàn hạ. Tôi chào hắn ra về. Nghĩ bụng, thằng bịt. Nhưng hắn chữa khỏi bệnh cho thiên hạ cũng là lương thiện và phúc đức hơn vạn lương y bất lương. Nếu có phải thêm lần nữa cũng nên cách 2-4 hát. Trường hợp nhiều người bị ngộ độc thức ăn cứ thế nhân lên làm nồi nước gừng lớn. Nhưng nhất thiết muối phải nướng kỹ đến khi cháy xám mới hiệu quả.